7B, một tiết mục thật là đặc sắc. Tiếp theo chương trình, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tiết mục Người lái đò thầm lặng. Gió. Người lái đò thầm lặng, gió đánh đò đưa do các em học sinh lớp 9B biểu diễn. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho tiết mục. Gió đánh cành tre, gió
cành hồng chim lý.